được mở tung dung ý, tiết ngày lành. Tiếng mở tung dung con hình tam tòa tiên thanh hội cộng đồng mụ giáng đàn duyên. Đệ nhất tiên tiên văn thỉnh mời hữu đệ nhất tiên tiên thành vật công chúa thượng tiên giáng ngự đồng. Các thượng thanh gia hồi tung đệ nhị thanh thiên văn thịnh mời vũ đệ nhị thanh thiên nguyên dư hiển thanh trong đền sòng sơn thiên đàn hải ngàn lũ hiển minh ương gia du từ hòa đôi đắc thanh hương chi tâm kim lương nhất chú viên độc phương lắm mũ nhạc vân cái bồ tát ma ha tát soạn thanh gia ngồi cùng mẫu đệ tam ni văn tình mời thanh mẫu đệ tam xích lân thần nữ ngự đền thủy cung thiết trần kinh cứu khổ năng cứu ngục tù năng cứu trong bệnh năng cứu bách nạn nam mô tứ tài duyên thọ dược sư phật bồ tát ma ha tát nam mô tứ tài duyên thọ dược sư phật bồ tát ma ha tát soạn thánh gia hồi cung thỉnh mời tam vị bà chú tiên thỉnh chú đệ nhất tây thiên mời chú loan gia hồi cung chú nguyệt hồ dâng văn tiên chúa đệ nhị nguyệt hồ phủ đèn công chúa giáng về chữ minh ở chốn sơn lâm núi rừng yên thế đền nguyệt hồ tối tu anh linh nơi đây xin quan quê nhà có tin bà chúa nguyện lấy lưng trời nam y hỏi thăm đêm bà xuống quyền nơi nào cứ lên phố kép bà vào ý ngọc lan xanh biếc màu y gây xót chú rừng phía sau là sầu cùng là với quả cầu ý thank you.
trên đài thiết chắp sơn màu xanh la. Chúng nguyện anh linh lừng lấy trên ngàn tam tòa chúa bói sơn trang ái tây. Mỗi đền phụng sơ nhớ tích xưa truyền cũ nhà lên có người con gái sinh ra ý. Được thầy quý cốc tiên sinh một đời vì nước vì dân tiên sinh ban phép đặt là tên chúa Nguyễn Hồ ý. Măng đứa cơm làm xa ý nghĩa xanh, xứ gió trong xanh kín đàn ca hát bé bon
xì đẹp vô cùng, sắp ngàn hoa lá. Bọn rơm trong đền hát quốc ca mùa xuân, bọn rơm trong đền hát quốc ca mùa xuân. Tốt mưa dày bồng lộc cho nhiều những năm ngoái năm xưa, thành công đăng kia sớm phục thờ. 30 mùa 1 14 hôm rằm, 30 mùa 1 14 cảnh hình nghề dòng nhan sắc tựa người thiên nga ý. Chúng
viết lớp một toàn ngũ vương bàn cảnh chúa bà đại vương quyền trước nghe cái quản năm vương đông tây nam bắc trung vương nội thành soi đường đồi, soi đường đồi, đi chút đẹp làm sao?
tay tin tay tiên hai lá vin đầy non cao đường tình một tình chú hai hay trăm hoa đem về rừng đổ cho đồng phúc lộc sai lầm chi say thơ dùng ra dùng gì bảy năng đầu non dùng ra dùng gì bảy năng đầu non xin nhớ vẫn nốt nghe khúc nhạc ở vang đi chi đi lên đàn đi chi đi xuống núi u vàng cả núi đồi ơi rừng ơi núi rừng ơi lộc tài chú mới ban ra bốn phương hội họp để đá bán cho đồng tiền tốt lụa dày bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thanh đồng nay khuya sớm phục thờ 30 mùng một người thương dằm 30 mùng một hôm dằm 14 rồi hãy ca lên vang khúc ca tài hoàn họ lo ca vang họ lo ca vang xin xin được đâu cũng kịp trăng tế điện tiên chú đang ở mẫu xì ca ý à xuống hoa vỏ quanh vỏ tranh sầu tên cánh phượng lại hay thuốc lào quản năm phương đông tây nam bắc trung vương nội thành quạt
cai ngôi thượng ngàn, có đứng giám sát quản cai, thông chi thiên địa không sai đại thần. Thank you.
dưới sân rộng nhạc khói lòng lành sập bụng hoa đua nghỉ xến nô cảnh sơn sang nghìn quạt sang nghe tiếng quỳnh nghề bè bài thank you.
trong thành thắp một tuần nhang tô về phải phủ các ban các quả thiên linh phải phủ diêm la tô về thủy phủ vua cha đồng đình vốn dòng là tương thoại cung sát quỷ lên danh tương tài cảnh thiên thai quan lớn tuần ngài tô đôi tin là náo nước ý vào sức người ý thank you.
vạn cơ lệnh truyền đến vạn cơ quan tuần bây giờ chắc rằng anh đi trước là khám sát bản đề so là thua chóc ta kinh hoen này đi ra trần thế biên tay trần thế biết tay ra trần thế biết tay mở lên đồng tử cứu dậy dương gian cứu cho đồ đó bình an chắc sáng ngự lên sập công đồng sắc vũ phong ngài kim chi tam giới hay chóc tà sát quý trời tôn quan vạn phép muôn linh quyền ông cai quản thiên binh nhà trời quyền bóng quy lương ngoài trời thủy khí đoan trăng bóng quan lớn hiển hách quy con ra tay tế độ trần gian con được nhờ lúc bấy giờ ngài đi ra hùng hồ lương uy trời kính đổ muôn dân đùng đùng nổi trận hắc phong vân ngự đồng ban dấu cứu dân đi trừ tà uy quan xa thì thống mây thét gió
ai có tà quan lớn chục tà xa, dù ai bệnh nạn chưa qua, tới kế quan để ngũ cửa nhà được bình an. Thoại cung đội lệnh cứu chung cứu đổ muôn dân, dù ai cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân được hiền hòa. Ngài Kim Chi, Ngài Kim Chi văn võ các tòa, hôm nay về giáng ngự sướng ca trong bản đền. Thập ngài biên thành chữ thiên, độ cho các đệ tử bách niên dài thọ trường. Châu thổ son thi ra hồi cùng tin anh nước ngàn dương văn, châu ba đệ nhị trên ngàn đông vuông quần hoan sáng đến hôm nay. Ở trên ngàn gió quân rung cây, ý à, ý à. Cửa bề chớp mưa tuôn đầu gầy ra thả, đưa mặt phượng lòng lanh.
thường long lanh, mặt nề huế tươi tốt, tóc mây xanh rườm rà, phấn nhị hồng tô điểm màu da ý à. Điểm trang đường sắt châm cài à. Điểm trang đi lược sắt châm cài, nói khoan thả đúng là người sơn cha, tiền châu ba cái bảo lạc hà giang ý à. Lục ngàn châu ý à, ý à, ý à, ý à. Lục ngàn châu chín tầng khe suối, một đầu tiêu dao châu ba dòng chơi ngàn tươi ngàn đào à. Tối trăng sao lững lờ, đội nón buồm vài quỷ lắng hoa.
ca vang lừng để đây châu từ đồng chơi ơi. Chiều ca tay cưới bên
ba sừng vàng, đem cho trăm họ giờ sang đời đời, đem cho các vị đời đời dô xa. Gian báo mộng bà Trần Thị Lương tâm đồng bào thái tới tuần chín tháng nẻ mười. Hay như ý sở cầu
sang kỳ nào ai sánh đỏ tính trầu mà đành hành đã có tiếng vang chứ thung dùng cợt khách quá đa hàng ý. Kiên giá người giá bán nàng chơi sơn lập rừng vắng núi đồi.
giờ vắng núi đồi, dấu thiên hữu lũng là nơi quê nhà, tiến lưu vốn hằng ngã sáng thế, có trần phàm ai gì biết đâu, coi thảm họa tam thập ngàn châu. Xoan thánh giang